Nam Anh Kiệt phát biểu gây sốc về trận Forest gặp Trương Đình Hoàng. Tổng đàn chủ Vịnh Xuân Nam Anh chính thống phái tại Việt Nam Nam Anh Kiệt đã có những chia sẻ về cuộc giao lưu võ thuật giữa võ sư Forest và võ sĩ Quyền Anh Trương Đình Hoàng. Sắp tới đây, giới võ thuật Việt Nam sẽ chứng kiến một trận đấu khá thú vị giữa chuẩn võ sư môn phái Vịnh Xuân Nam Anh Forest và nhà vô địch boxing SEA Games 28 Trương Đình Hoàng. Đây là lần đầu tiên võ thuật Việt Nam sẽ chứng kiến trận đấu giữa hai cao thủ của hai trường phái võ thuật cổ truyền và hiện đại so tài với nhau. Điều này gây tò mò cũng như hào hứng cho đông đảo người hâm mộ, đặc biệt là ở thành phố Hồ Chí Minh, địa điểm dự kiến diễn ra trận đấu. Ông Nam Anh Kiệt, tổng đàn chủ Vịnh Xuân Nam Anh tại Việt Nam nhận xét kết quả trận đấu sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng của môn phái. Tuy nhiên, ông phủ nhận việc chuẩn võ sư Forest tham gia thi đấu có liên quan đến môn phái của mình. Chuyện thi đấu của ông Forest là đại diện cho cá nhân ông ấy, không phải việc của môn phái Vịnh Xuân Nam Anh, nên chúng tôi không hề can dự vào. Sở dĩ ông Nam Anh Tuấn, sư huynh của Forest tham gia các cuộc họp bàn, tổ chức, bởi ông ấy là đại diện cá nhân của Forest. Ông Forest cũng chỉ là môn sinh bình thường của Vịnh Xuân Nam Anh. Tuy vậy, kết quả trận đấu này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của môn phái. Như đã thông tin trước đó, hai võ sĩ tham gia thi đấu sẽ được cho đeo găng mỏng như găng MMA, được phép dùng chân và đòn trỏ. Nhiều người có chuyên môn nhận xét rằng điều này sẽ có lợi cho đại diện phía Vịnh Xuân Nam Anh. Ngược lại, sẽ có nhiều bất lợi cho võ sĩ boxing Trương Đình Hoàng. Riêng cá nhân Nam Anh Kiệt, ông cho rằng điều luật này khá công bằng. Tôi thấy luật thi đấu khá công bằng, bởi lẽ hai võ sĩ này sẽ có thể phát huy hầu hết thế mạnh của môn phái mình. Tôi tin đây sẽ là cuộc so tài hấp dẫn và thú vị. Nó sẽ mở đường cho nhiều sự kiện giao lưu võ thuật văn hóa độc đáo tại Việt Nam trong thời gian tới. Ông Nam Anh Kiệt nói. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Công bố luật thi đấu giữa Forest và Trương Đình Hoàng, Nam Vương Boxing chịu thiệt. Nhà vô địch SEA Games 28 sẽ gặp nhiều bất lợi về luật trong trận đấu với chuẩn võ sư Vịnh Xuân Nam Anh. Làng võ thuật Việt Nam đang cực kỳ xôn xao về trận đấu chưa từng có giữa nhà vô địch boxing SEA Games 28 Trương Đình Hoàng và chuẩn võ sư môn phái Vịnh Xuân Nam Anh, Pierre-François Forest. Theo đó, trận đấu này sẽ diễn ra vào khoảng tháng 9 năm nay và được tổ chức công khai thành một sự kiện võ thuật với nhiều tiết mục hấp dẫn. Trong đó, tâm điểm không gì khác là trận thư hùng giữa hai cao thủ của hai bộ môn võ thuật khác nhau. Nhiều người ví von trận đấu độc đáo này như cuộc đại chiến Mayweather và McGregor phiên bản tại Việt Nam. Tất nhiên, điều được người hâm mộ quan tâm nhất là hai võ sĩ sẽ thi đấu theo phương thức nào. Bởi lẽ nếu đấu theo luật boxing, rõ ràng lợi thế sẽ thuộc về tay đấm Trương Đình Hoàng. Ngược lại, nếu được phép dùng chân, trỏ gối cũng như các đòn hiểm, thì võ sư của môn phái Vịnh Xuân Nam Anh sẽ có nhiều cơ hội chiến thắng hơn. Thắc mắc này đã được làm sáng tỏ bởi người liên quan đến công tác tổ chức. Cụ thể, trận đấu này sẽ được phép dùng cả tay và chân, cũng như được dùng trỏ trong thi đấu. Bên cạnh đó, hai võ sĩ chỉ đeo găng tay, rất mỏng như của MMA. Điều này rõ ràng sẽ gây nhiều bất lợi đối với võ sĩ boxing Trương Đình Hoàng, chỉ vốn quen dùng tay, không dùng trỏ và đeo găng boxing dày để thi đấu. Dường như cũng đã khá rõ khó khăn của mình, nên gần đây võ sĩ boxing Việt Nam thường có những trạng thái bày tỏ sự quyết tâm, vượt qua mọi trở ngại. Theo đó, Đinh Hoàng viết, nếu bạn không dám bước ra khỏi vùng an toàn, thì bạn chỉ mãi dậm chân tại chỗ. Nếu sợ thua, thì làm sao có thể thắng được, thành bại hay không là do mình. Trong khi đó, chuẩn võ sư người Canada cũng chia sẻ bức ảnh hai sư huynh của mình là Nam Anh Tuấn và Nam Anh Kiệt gặp gỡ võ sĩ Trương Đình Hoàng với thông báo trận đấu gần như đã sẵn sàng cho tất cả. Trả lời bạn bè, ông Forest cũng tiết lộ mình đang tập trung cho việc tập luyện để giành chiến thắng trước đối thủ. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Forest đấu Trương Đình Hoàng, hoành tráng chưa từng có tại Việt Nam. Không còn bao lâu nữa, trận đấu giữa cao thủ Vịnh Xuân Forest và Nam Vương Boxing Việt Nam Trương Đình Hoàng sẽ diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh,
công khai và hoành tráng. Thời gian gần đây, nhà vô địch boxing SEA Games 28 Trương Đình Hoàng thường xuyên đăng tải hình ảnh gặp gỡ đại diện của môn phái Vịnh Xuân Nam Anh. Những dòng trạng thái của nam võ sĩ này cũng gợi ý về việc đã bàn bạc ổn thỏa cho trận so tài giữa anh và võ sư Pierre-François Fred. Mới đây nhất, võ sĩ được mệnh danh là Nam Vương Boxing Việt đã chia sẻ bức ảnh đại diện của hai bên gặp gỡ nhau. Không khó nhận ra sự có mặt của võ sư Nam Anh Tuấn, sư huynh và là người đại diện của võ sư Fred tại Việt Nam. Bên cạnh đó, dòng trạng thái ghi kèm chuẩn bị cho sự kiện chưa từng có tại Việt Nam của anh cũng đủ làm người hâm mộ võ thuật nước nhà phải phấn khích. Theo một nguồn tin đáng tin cậy từ những người liên quan, trận đấu này đã hoàn thiện 80% khâu chuẩn bị. Cụ thể, màn so tài giữa Đình Hoàng và Forrest sẽ diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 9 tới đây. Đặc biệt, trận đấu giữa hai cao thủ Vịnh Xuân Quyền Anh sẽ được tổ chức vô cùng hoành tráng, công khai để người hâm mộ được thưởng thức. Được biết, võ sĩ Trương Đình Hoàng đang dành trọn tâm trí nỗ lực cho trận đấu quan trọng này. Để có sự chuẩn bị tốt nhất, anh sẽ rời phòng tập của mình ở Đắk Lắk để vào thành phố Hồ Chí Minh tập luyện tại một trung tâm thể thao lớn bậc nhất Sài Thành. Được biết, nơi có nhiều trang thiết bị hiện đại và đang là nơi tập luyện của nhà vô địch boxing châu Á Trần Văn Thảo. Trước đó, vào tháng 2 năm nay, Trương Đình Hoàng đã gửi lời thách đấu Pierre-François Fred sau khi võ sư người Canada sang Việt Nam và quấy đảo cộng đồng võ thuật trong nước. Trương Đình Hoàng năm nay 28 tuổi, anh có hơn 10 năm gắn bó với boxing, thống trị hạng cân 75kg ở đấu trường trong nước. Đình Hoàng từng giành tấm huy chương vàng SEA Games 28 năm 2015. Hiện tại anh đang mở câu lạc bộ boxing mang tên mình, tọa lạc ở 59 Lê Thánh Tông, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, với hơn 50 học viên tập luyện thường xuyên. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Sư đệ Fred chê Võ Tuấn Hạc như mèo cào và muốn giao lưu gặp gỡ. Đây là lần đầu tiên chuẩn võ sư Nicolas Bachen, một đồng môn của Fred ở Canada, khẳng định sẵn sàng gặp gỡ góp võ sư Tuấn Hạc tại Việt Nam. Nicolas Bachen chính là một trong những người đã về Việt Nam cùng Fred hồi năm ngoái, trong lần mà chuẩn võ sư người Canada muốn thách đấu trưởng môn Nam Hình Đạo Huỳnh Tuấn Kiệt và trải qua hai cuộc giao đấu với những võ sư Đoàn Bảo Châu và Trần Lê Hoài Linh. Ngày 17 tháng 6, Nicolas Bachen bất ngờ lên mạng xã hội để gửi thông điệp tới võ sư Tuấn Hạc, người mới đây đã khẳng định sẽ tái đấu với Fred nếu đối thủ tìm được một lý do thực sự chính đáng. Phát biểu của Nicolas Bachen có nội dung như sau: trước hết, tôi không viết bài này nhằm để tranh luận với Tuấn Hạc, vì tôi cũng chưa hề biết anh ta. Nhưng có một điều tôi thực sự không hiểu. Từ 9 năm qua, cuốn video về trận đấu giữa Tuấn Hạc và Fred được đăng lên mọi diễn đàn, liệu có thể coi là một chiến tích vĩ đại? Khi xem cuộn băng này, tôi thấy quá ngắn ngẩm. Nó làm tôi hồi tưởng đến những cuộc đánh lộn vớ vẩn nơi sân trường hồi nhỏ, chẳng có chút sức mạnh hay kỹ thuật nào hết. Đơn giản nó chỉ giống như hai đứa trẻ loạn đả cầu may, hay như kiểu mèo cào, và chẳng có gì để kẻ thắng cuộc vênh váo hãnh diện như vậy. Tôi cũng thắc mắc không hiểu 9 năm qua Tuấn Hạc có luyện tập hay không, có khỏe hơn hay không, hay có gì ngoài chút kỹ thuật tồi tệ đó không. Rồi sao anh ta lại có thể trở thành võ sư đơn giản và dễ dàng như vậy? Tôi thẳng thắn nhận xét rằng Tuấn Hạc phải xấu hổ với hành động không đẹp của mình khi bêu xấu đối phương qua trận đánh mà cả hai bên, dù thắng hay thua, không thể hãnh diện. Nếu Tuấn Hạc có thể cho tôi lời giải thích về điều này, thì tôi rất vui mừng để gặp mặt. Nicolas Bachen muốn gửi thông điệp tới Tuấn Hạc, giữa bối cảnh cách đây không lâu, vị võ sư ở Hà Nội khẳng định rằng anh chỉ tái đấu với Forrest, trong trường hợp Forrest tìm được một lý do thực sự hợp lý. Tuy nhiên, đây là kịch bản khó xảy ra, bởi vừa qua, Fred khẳng định trận đấu với võ sĩ boxing Trương Đình Hoàng sẽ là lần cuối cùng anh tỉ thí tại Việt Nam. Nicolas Bachen cũng là người từng kịch liệt công kích Cung Lê sau khi võ sĩ gốc Việt dùng những lời lẽ thiếu thượng võ để nói về đại sư Nam Anh, thầy của Bachen và Fred. Nhiều khả năng trong thời gian tới, Nicolas Bachen cũng sẽ về Việt Nam cùng Fred trong kế hoạch gặp gỡ và giao đấu với Trương Đình Hoàng. Tuy nhiên, việc Nicolas Bachen có thể gặp Tuấn Hạc hay không vẫn còn bỏ ngỏ.
Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo.